Kết thúc video clip trước, chúng ta đã có một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu giữa Sony Astrobot XB23 và JBL Flip 5. Mở đầu cho video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cuộc chiến tiếp theo nữa, đó là của hai chiếc loa di động tầm trung Sony Astrobot XB33 và JBL Chart 4. Chào mừng anh em đã quay trở lại với AZ Tech Review. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cuộc chiến này nhé. Cuộc chiến đầu tiên, mình sẽ nói về phần thiết kế. Với JBL Chart 4, chúng ta sẽ có hầu hết những cái chức năng cơ bản như là tăng giảm âm lượng, kết nối những chiếc loa với thế hệ cùng nhau lại với nhau. Ở đây, rồi, nút nguồn và nút Bluetooth. Ở đằng sau nó thì chúng ta sẽ có thêm mỗi cổng USB-A, một cái cổng USB-C. Và cuối cùng, đó là một cái giắc cắm tai nghe 3.5mm. Trên JBL Chart 4 thì mình đánh giá cao hơn phần này khi mà mình cảm giác được là nó tiện lợi và nó trực quan hơn so với lại XB33. Còn về XB33 thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế hình hơi vuông vức như thế này. Hai chiếc loa này đều có thể đặt đứng hoặc là đặt nằm. Với XB33 thì chúng ta sẽ có những cái nút cơ bản như là tắt mở nguồn nè, nút Bluetooth, nút dừng hoặc là play bài hát. Tuy nhiên chúng ta còn có thể chỉnh được chế độ live sound, chế độ Astrobot cũng như là chế độ mặc định, đó là stamina tiết kiệm pin ngay trên loa. Về cổng kết nối thì chúng ta cũng sẽ có một cái cổng USB-A, một cái cổng USB-C và những cái chế độ như là party, như là stereo thì nó cũng đặt ở đằng sau của loa. Hai chiếc loa này đều có thể sạc được cho những thiết bị bên ngoài. Tuy nhiên với Sony Astrobot XB33 thì nó có nguồn out là 5V 1A. JBL Chart 4 thì nó sẽ có nguồn out lớn hơn, đó là 5V và 2A. Về phần ngoại hình thì đập vào mắt anh em, con này không có LED, bình thường. Sony đưa vào đây một cái dải LED chạy vòng tròn của cái thân loa ở cả hai bên. Và điều đặc biệt hơn hết là nó có cái phần LED viền ở xung quanh của cái màn loa. Và cộng với việc là nó có thể sync được với nhạc, cho nên là nó tạo ra một cái cảm giác feeling đập beat rất là đã khi mà mình nghe những bài nhạc mạnh, những bài với thể loại EDM. Về thời lượng pin thì JBL Chart 4 nó có thể phát nhạc lên đến 20 giờ liên tục. Còn đối với lại Sony Astrobot XB33 thì nó có thể phát nhạc lên đến 24 giờ liên tục. Nó nhiều hơn một chút xíu so với là Chart 4. Tuy nhiên đây chỉ là chế độ stamina. Còn nếu như các bạn bật chế độ Play Sound hoặc là Astrobot lên thì nó sẽ có giảm, nhưng mà nó không nhiều lắm. Nó chỉ đôi chút thôi, chắc khoảng 2-3 tiếng gì đó. Tiếp theo đó là về phần tính năng thì JBL Chart 4 thì nó cũng có những tính năng cơ bản như là con Flip 5. Về bộ phần mềm của nó thì mình thấy là nó cũng không hỗ trợ nhiều lắm. Nó chỉ có cái chế độ đó là party mode cũng như là stereo khi mà các bạn pair nhiều chiếc loa lại với nhau, hoặc là các bạn pair left right thì nó sẽ ra stereo. Còn đối với Sony Astrobot XB33 thì nó cũng giống như là X23, nó cũng có thể chỉnh được rất là nhiều hiệu ứng về bass, mid, treble cũng như chỉnh về Astrobot. Tuy nhiên có một phần mới, đó là chúng ta đã có hiệu ứng live sound ở trên XB33. Khi mà mình cầm cái con XB33 này thì mình thấy là nó tiện dụng hơn con XB23 rất là nhiều, khi mà mình hoàn toàn có thể bỏ chiếc điện thoại sang một bên và mình chỉnh với cái chế độ live sound Astrobot cũng như là stamina ngay ở trên loa luôn. Thì mình cảm giác được là nếu như mình đang ở trong một cái hồ bơi, chiếc loa để kế bên mình, điện thoại để quá xa, mình chỉ cần thao tác mình chỉnh từng chế độ khác nhau cho từng cái bài nhạc khác nhau thôi, thì đó là điều mà mình cảm giác được là tiện lợi hơn so với lại con X23. Nếu như các bạn ấn giữ thì chúng ta sẽ là chế độ stamina, còn nếu như chúng ta bấm một cái đèn sáng thì nó sẽ là live sound, và chúng ta bấm thêm một cái nữa đèn tắt thì nó sẽ là Astrobot. Rất là dễ dàng và rất là trực quan dành cho người dùng. Và trận chiến cuối cùng mình nghĩ là các bạn sẽ rất là quan tâm, đó là trận chiến về chất âm. Giờ đây thì mời các bạn hãy cùng nghe thử nha.
Về chất âm thì như các bạn đã nghe qua những bài hát rồi đó. Với JBL Chart 4 thì mình thấy là JBL đã tune cho nó một cái chất âm khá là tròn ở phần bass. Nó không quá lục bùng, nó không quá là nhạy như là con Flip 5 nữa. Phần trung âm cũng như là những dãy cao thì nó có một cái chất âm nhuyễn mẹ nhẹ nhàng, tinh tế, rất là dịu dàng. Nó không quá gai góc, nó không quá khô. Nó rất là phù hợp với lại những cái thể loại nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, tinh tế, rất là mịn ở trong vocal. Tuy nhiên, con này đặc trưng của nó là đánh EDM và nhạc điện tử. Và nói về nhạc điện tử thì chúng ta không bao giờ quên được Extra Bass của Sony. Khá bất ngờ là một điều, đó là khi mà mình bật cái chế độ Extra Bass ở trên Sony X33 lên thì nó lại không quá hủy diệt. Nó không quá khác biệt, nó không quá biến siêu saiya như là XB23. Và nói về EDM thì mình cảm giác được là Extra Bass XB33 nó còn tối hơn một chút xíu nữa. Mặc dù là nó có búp nhẹ bass đó, nhưng mà nó không thực sự quá đã khi mà mình nghe trên X23 và nó không quá khác biệt quá nhiều. Tuy nhiên khi mà mình mở chế độ live sound này lên thì mình cảm giác được là chiếc Sony Extra Bass này nó như là một chiếc loa khác và nó đã trở thành một chiếc Sony Extra Life. Tại sao mình lại nói như vậy? XB33 khi mà bật chế độ live sound lên, nó mở rộng cái không gian của bài hát ra. Mình cảm giác được là mình được đưa vào một cái buổi hòa nhạc chứ không còn là ở trong một căn phòng EDM nữa. Nó có một cái không gian rất là tốt khi mà những cái tiếng đàn như là vĩ cầm, như là violin nó kéo rất là đã. Và mình chỉ cần nghe cái tiếng violin được kéo lên thôi là mình đã nổi da gà rồi. Thì các bạn sẽ phải hiểu một điều, đó là Sony đã làm rất là tốt với live sound dành cho XB33. Tuy nhiên nó đi thì cũng phải nói lại, XB33 mình cảm giác được là giữa cái việc bật Extra Bass và không bật Extra Bass nó không khác biệt với nhau quá nhiều. Phần này khi mà đánh những cái thể loại nhạc như là EDM, như là Vina Hay thì mình cảm giác được là JBL Chart 4 làm tốt hơn và nhỉnh hơn so với XB33 một chút xíu. Còn nói về những thể loại nhạc giao hưởng thính phòng thì mình thấy là live sound trên XB33 sẽ nhỉnh hơn so với JBL Chart 4. Tổng hòa lại về ba giải thì mình thấy là Sony XB33 sẽ thua JBL Chart 4 một chút xíu về những thể loại nhạc nghe tạp. Tuy nhiên, nói về những thể loại nhạc cần rất là nhiều về không gian, còn rất là nhiều về độ chi tiết tầng tầng lớp lớp, thì mình thấy là Sony XB33 hơn rất là nhiều ở cái chế độ live sound. Và đó là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ với anh em về JBL Chart 4 cũng như là Sony Extra Bass XB33. Cuộc chiến chưa dừng lại ở đó, sẽ còn một trận chiến nữa giữa hai người anh lớn cuối cùng, đó là Sony Extra Bass XB43 và JBL Extreme 2. Nếu như anh em thích video clip này và rất mong chờ video clip đó thì đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như là click vào nút chuông nhỏ kế bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào tụi mình ra trong tương lai. Mình là Bài, đến từ AZ Tech Review.